người quan trọng linh hồn của du lịch nghệ thuật không ai khác chính là Sĩ Thanh đây. Và thành phần thám tử tham gia gồm có thám tử Thiên Vương, thám tử Quang Bảo, thám tử Hoàng Đất Cơ và thám tử Bát Vương. Cái gì vậy? Mà giờ xin xác mà mình không kịp biết là ai với ai luôn để mà mình chọn khán giả luôn. Thì giống như là giới thiệu cho có mấy quay phim đắt đầu luôn rồi, không biết lấy hình sao luôn. Vậy coi như mọi người hôm nay có vẻ thái độ với mình đúng không nhỉ? Không có ông Hoàng thôi, chỉ có anh Hoàng thôi. Đây là nam thịnh mà nữ suy nghe không? Nói chung là... Ui kìa kìa. Ui kìa kìa. Nào nhạc ngồi dám hả? Nói chung khi nào mà sao biết nói gì thì câu bắt đầu tiên là nói chung là... Tại vì bây giờ tự nhiên không khí trùng quá không biết làm sao. Rồi sao anh xin đọc lá thơ của bạn. Lá thư. Lá thơ. Lá thư. Thơ là từ những thập niên 80 trở về trước mới nồi xài máy. Bây giờ cái từ là lá thư của gặp khán giả tuần trước gửi về chương trình du lịch kỳ thú có nội dung như sau. Chào các thám tử vui nhộn, em là Đinh Thế Huy, năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên. Em xem truyện tranh manga của Nhật, thấy có môn kiếm đạo còn được gọi là Kendo rất là hay. Đặc biệt nó còn có thể giúp người tập mạnh mẽ hơn. Em muốn nhờ thám tử Quang Bảo giúp em trải nghiệm môn này. Trời ơi, tại sao Kendo cũng không đi? Tại vì bữa đó nó không đi quay đấy anh. Không vậy, mọi người mới giao cho anh đề tài khác mà nam tính hơn. Rồi. Đẹp quá, thám tử Quang Bảo hôm nay bị bệnh trong người. Có lẽ là nhờ đi tham gia cái bộ môn kendo đó cho nên là cho bé bị bệnh trong người đúng không? Không, tôi nghĩ là hôm bữa đó tôi bị cái cây gỗ nó quẹt trúng, tôi bị nhiễm trùng từ cái vết thương đó. Tôi vỡ mạch máu, hiểu không? Trời liên quan ơi trời. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái bộ môn được gọi là kendo, hay còn có một tên gọi khác là kiếm đạo. Xin mời. Được không? Ôi trời. Cơ kìa. Ai vậy? Khán giả tham gia đó. Khán giả hơi nhìn đó. Cái chùm đầu bay vô cái tháo đầu luôn. Giống như trời vậy được luôn hả? Giống là... đây có vết sẹo, có vết sẹo trên tay. Không, Huy ơi, anh nghĩ cái này là không có ổn, em hiểu không? Anh nghĩ là mình thà tay ngang á, mình vô mình múa với cái bài đường mà nhẹ nhàng như vậy thôi mà kiểu là nó quýnh trúng tay rồi. Mà kiểu là mình phải đi gặp võ sư hay là người ta có kinh nghiệm hơn để người ta giúp cho mình có thể gọi là làm sao mà đánh nó cách đúng hơn, đúng không? Em nói hợp lý đó anh. Hợp lý đúng không? Đúng rồi anh. Nhưng mà anh thắc mắc là tại sao em lại thích cái bộ môn võ kendo này mà không phải là môn khác? Dạ thì em có coi chuyện tranh Nhật Bản đó anh. Thì em thấy có cậu bé nhân vật Teppi trong chuyện thì... Teppi cái này anh đâu có làm gì. Anh cũng nghiền Teppi. Cậu bé hư mà từ qua môn võ kendo này cậu bé trở nên ngoan ngoãn hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên em muốn tìm hiểu môn này. Hình như là mong muốn của em là trở nên mạnh mẽ hơn. Thì nghĩa là đây là một trong những cái lựa chọn rất là hợp lý. Thì bây giờ mình cùng đi để mình tìm hiểu môn võ này. Ha, với anh. Chào anh. Đầu tiên anh Minh có thể giải thích cho em với lại Huy được biết rằng là cái bộ môn kendo này á, nó là một cái bộ môn võ như thế nào? Kendo dịch ra là kiếm đạo. Kiếm đạo. Chữ đạo đó là đường. Con đường của kiếm. Đường kiếm. Và nó cũng định hướng cái tư duy của mình và cái nhân cách của mình qua cái con đường đó. Coi như nó không chỉ đơn thuần là một môn thể thao. Đúng rồi. Mà nó còn là dạy chúng ta cái lối sống nữa. Nó là triết lý của cuộc sống. Ủa làm gì vậy Bảo? Đang tập bước đi đó. Đấy. Sao không học kiếm pháp? Hồi nội mà thấy cách mà đội mũ của kendo là hết giờ luôn. Lát rồi. Không nhanh lắm. Nhanh lắm. Dạ anh ơi, em thấy như là bên mình không có phân cấp bậc á. Có phân cấp bậc có, nhưng mà đó mình không có mang đai trên người như những cái môn khác. Ví dụ như mình hai đẳng hay là bốn đẳng đi thì khi mà giao lưu á thì mình sẽ thấy được cái đường kiếm nó nét. Đánh ra nó sẽ sắc nét hơn cái ví dụ như một đẳng chẳng hạn. Mà với trang phục của kiếm đạo của kendo á, hình như nó hơi khó hơn so với những bộ khác, bởi vì những bộ môn võ khác thường nó sẽ gọn hơn, giống như là một cái chân váy vậy đó. Thì nó có dễ di chuyển để mà mình vận động, mình hoạt động. Thực ra là rất là dễ, tại vì cái này tên nó là hakama. Cái áo gọi là kendogi, mặc vào thì di chuyển rất là dễ, tại nhất là nó rộng. Thứ hai là nó che được cái bước chân của mình. Khi mình đánh thì đối phương không thấy.
cho em hỏi là nếu như những người mà muốn tham gia môn kiếm đạo này thì là cần yếu tố tố chất nào không? Cần là cần có sự kiên trì, bởi vì cái môn này nó là một cái sự phát triển lâu dài và rèn luyện về mặt đạo đức, rèn luyện về tính cách và về thể chất, thì nó cần một cái sự kiên nhẫn. Đếm 1, 2, 3, 4 của tiếng Nhật hả? San ni kama yoga suri. Sao tiếng của mình bản màu trắng vậy? 30 lần. Kama ish hi san hi san. Thích ha, bảo được tập luôn kìa. Để lên thấy mệt đâu. Thả xuống. Nha, cầm hai tay ngắn lại. Thấy mệt đâu. Tay ngắn lại. Mệt. Thả xuống, nhảy lên thả xuống. Đánh từ nội lực mà. Đồ nặng không bảo. Cây nhẹ hiều anh. Cây hay đồ. Nó là kiếm tre. Tất cả luôn á. Cầu mây đúng không? Đó, cứ nhảy, không, nhảy nó là tre. Tre luôn. Nhảy là cây tre thật á. Ôi vậy là nặng rồi. Không, không nặng, không nặng. Thu kiếm về. Thu về. Domo Rigato. 3 phút giải lao. Thầy ơi, cho em hỏi là giữa môn kiếm đạo với các môn khác thì nó có sự khác nhau gì nhiều? Thì môn Kendo nó khác những môn khác ở cái chỗ là nó rất là ít về kỹ thuật. Nó chỉ có 3 loại kỹ thuật thôi. Một là chém thẳng. Chém thẳng. Lui về, chém thẳng. Hai là chém xéo. Đưa lên, chém xéo. Đưa lên, chém xéo. Ba là đâm. Đâm. Đó. Chỉ có mãi mình tập chỉ có 3 loại kỹ thuật đó thôi. Nhưng mà mình cần phải tập tới mức độ tinh tế. Và thứ hai nữa là môn Kendo này nó cũng khác với những môn khác. Ở chỗ là một lần mình phải sử dụng 2 bán cầu não cùng một lúc. Con người mình thì có người thuận tay phải, có người thuận tay trái. Như môn Kendo thì yêu cầu mình cần phải sử dụng 2 bên. Đó là 2 tay chém. À, 2 tay chém. Không được chém 1 tay. Chém 1 tay cũng được, nhưng mà phải kết hợp với cái người. Nhưng mà cấp độ cao lên, từ 4 đẳng trở lên thì mình sẽ tập 1 tay. Nhưng mà cái đó thì dành cho những cái người cao cấp. Và trên thế giới này cũng rất ít người sử dụng được tinh tế được 1 tay. Đồ chơi kìa, đồ chơi nè. Rồi mà đeo đó là phải có quy cách. Đeo đúng bao nhiêu, xếp bao nhiêu gấp, bao nhiêu lần. Băng đầu làm sao cho nó đúng. Nó có thế buộc hết á. Ừ. Ê nội, mà cái gút của nó là phải đặt đúng nơi đúng chỗ nha. Đúng rồi. Không phải là cái chuyện mà giỡn đâu. Mà khó là cái gì vậy? Để làm cái khăn là khó nhất á. Rồi băng luôn. Dở lên. Đó là với cái tôi trước nha. Đó là bộ này nhiêu tiền bảo? Bộ này mắc lắm, mắc lắm em. Chắc không? Chắc 100 triệu không? Làm gì tới? Mấy chục không? Làm gì tới? Để mà đánh được á và đánh đúng đạt tiêu chuẩn á thì phải có 5 tiêu chuẩn. Thứ nhất là tư thế. Không có đánh như thế này, không có đánh, không có mất thăng bằng. Nói chung là giữ ba lăng, giữ thăng bằng để mà đánh. Tiến tới trước mà lùi thôi đúng không? Tiến tới, lùi, qua lại, tiến vòng tròn gì đó là việc của mình. Nhưng mà xương sống thẳng. Thứ hai, đó là đánh đúng điểm. Đánh đúng chỗ nào có giáp. Đánh đúng điểm. Không có đánh ở đây. Không có đánh ở đây. Đánh chỗ nào có giáp, men, cô tê và đô. Đô nha, chứ không đánh ở đây. Và đánh đúng thời điểm. Khi bạn mình quay qua như vậy là không được đánh. Ok. Khi bạn mình quay lại, ok. Thứ ba nữa là đánh bằng lưỡi kiếm. Đánh bằng lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm thì chỉ có phần này thôi. Phần từ Nakayui tới mũi kiếm. Đánh không có đánh ở dưới đây. Men ở đây, không được. Rồi thêm một cái nữa là
khi ai tinh thần phải thét lên. Rồi, ví dụ như mình đánh men thì mình sẽ hét men, chứ không có men mà đánh vô cô tay là không được. Và đây là cái sự chính trực của người quân tử. Thứ năm là danh xin. Danh xin có nghĩa là tiếp tục, ví dụ như đánh men xong xoay qua tiếp tục lại, tiếp tục nữa, đánh đi xuyên qua rồi tiếp tục nữa, xuyên qua rồi tiếp tục nữa. Ủa nhưng mà người ta đánh cái đầu mình không được né luôn. Không được né nhưng mà mình được đỡ. Là sai, là không tính điểm, là hụt. Em đánh vô men nhưng mà là hụt. Thấy không? Rút kiếm ra. Chân kia hồ. Chân kia hồ. Anh em ơi, em gì vậy? Anh em ơi, nói phải là tính thần hỗn độn. Nó mắc cười lắm, nó đánh tà lưa hết trơn á. Nó bắn mà né không kịp nó luôn á. Mày lên, men lên, mạnh lên, ba chặt ra, bảo đau bảo lên không. Nó bỏ nó dày lắm, không có gì, không có cảm giác gì luôn á. Mạnh nữa. Ê, nhìn nó quấn mình sao bị bỏ ba mạch. Mạnh dạng lên, đừng có nhát, mạnh lên. Đúng rồi. Rồi, quýnh cái nó thụ nè. Đi xuyên qua luôn, đi qua luôn. Mít. Men đi qua luôn. Cái nhà này vui vui thì sao á, kiểu tinh 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 tinh. Đúng rồi, rồi làm lại. Đúng rồi. Hét lên. Men. Mệt thấy mồm hét gì nổi. Đúng rồi. Tốt lắm. Tiếp tục. Mạnh lên. Đúng rồi. Ủa từng lượt vậy hả Bảo? Đúng rồi, thi đấu là cứ hết một lượt như vậy là tiếp tục. Phải tách ra là tiếp tục, chứ không có quánh liên tục. Lui ra 3 bước. 1, 2, 3. Re Domo Rigato. Rồi, thao Rigato. Cuối buổi tập mình sẽ có 1 tới 2 phút thiền nha, để nhìn lại và để làm thanh thoát tinh thần. Ok. Rồi, một cái shop. Yeah, man. Stop. Chân chân đi. Rì. Đồng hồ đi cho. Rồi. Trời. Mới tập một xíu mà đổ mồ hôi quá trời. Nóng ơi nóng luôn. Sao? Hôm nay Huy thấy làm sao? Hôm nay em trải nghiệm được cái mơ ước của em là được thử môn võ kendo. Thấy rất là thích ạ. Domo rigato. Domo rigato. Hay quá. Hay. Được rồi. Nhưng mà không biết là môn võ kiếm đạo này có liên quan gì đến tinh thần của những võ sĩ samurai nổi tiếng huyền thoại của Nhật Bản hay không? Nếu mà nói giống samurai á thì em nghĩ nó giống cái mặt tinh thần nhiều hơn. Nó tính là cái sự chính trực. Giống như nãy anh mà quan sát thấy á, là khi mà chúng ta đánh vào đâu á, nói đâu đánh luôn luôn là phải nói cái chỗ đó. Anh nói đầu là phải quýnh ngay đầu, đầu tay, anh nói bụng. Ngay phần bụng là quýnh ngay bụng, chứ không có được kiểu là nói đầu mà quýnh bụng. Nó không có kiểu mà giống như là không được tính điểm đúng không? Nếu mà vậy là không được tính điểm. Không được tính điểm. Tham lực. Với lại thêm một cái điều nữa đó là khi mà mình đánh á là mình phải giữ cái người mình thẳng, coi như là dám chấp nhận bước vào chiến trận là bước thẳng tới. Chứ không có chuyện mình né qua né lại. Theo nếu mà vậy thì trong khi đấu đối kháng thì cái chuyện ăn thua tính điểm, tức là làm sao đó để đánh trúng được đối phương trước là phải tùy thuộc vào độ nhanh hơn đúng không? Đúng rồi. Thật ra cái này điểm cái bộ môn này nó không có quá nặng về tính thi đấu mà nó thuộc về tập tinh thần con người là nhiều hơn. Nó tập về đạo nhiều hơn là cái chuyện mà là chúng ta sẽ đánh như thế nào. Cái này gọi là kiếm đạo, giống như trà đạo, phải có tĩnh tâm và thưởng thức. Theo như anh được biết á là ở Nhật á mà một người được mệnh danh là thánh kiếm, đó là Miyamoto Musashi. Thì ổng là năm 13 tuổi ổng đã ra chiến trận, sau đó thì ổng đi thách đấu hết tất cả những người mà gọi là đánh kiếm giỏi nhất ở nước Nhật bằng với một cái cây chèo thuyền á. Và hơn nữa, cái người mà họ tập luyện kendo mà thời gian dài á, họ sẽ không phải cầm kiếm tre nữa mà kiếm gỗ. Kiếm kia một cái kiếm gỗ có thể là nặng 8 kg và họ sẽ chém một ngày 2000 lần. Đúng thì rồi. Thứ nhất là cho cái thể lực mình nó khỏe hơn, cái lực mà mạnh hơn. Cái thứ hai nữa, cái gỗ tay những người tập kendo sẽ rất là to. Hay quá. Hay quá. Tại vì mình vừa đánh xuống mình phải vừa ghìm cái lực nó lại chứ không phải là mình quăng thẳng xuống. Khi quăng thẳng xuống thì nó không có lực mà có một điểm dừng. Là mình vừa xuống mà phải kìm cái lực của mình lại nữa. Đây. Tới nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ của anh Thiên Vương.
Facebook. Xin chào những thám tử du lịch kỳ thú, em tên là Hà Phương, hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Em có một niềm đam mê rất lớn đối với trò chơi Facebook hay còn gọi là pen spinning. Em muốn chương trình khám phá giúp em làm thế nào có thể Facebook được mà không làm rơi. Mà lẹo lưỡi em xin cảm ơn du lịch kỳ thú và chị thư ký Sĩ Thanh xinh đẹp. Xin mời Thiên Vương. Đấy, một người đàn ông mà có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề quay bài thì Facebook là bình thường vậy ảnh. Chúng ta đi học là ai cũng có quay viết rồi đúng không? Đúng. Ai cũng sẽ quay lúc mà nhàm chán nhất. Facebook á, em để bổ sung thôi. Đúng. Thứ nhất là nhàm chán nhất, thứ hai là lúc bật bí nhất. Đúng. Là không biết làm bài. Thì có thể là giảm stress. Đúng. Giống như là cái chương trình trước chúng ta đã có cái gì? Fidget spinning. Spinner. Đó. Thì lần này chúng ta là có quay viết. Tại vì nó gần gũi chúng ta. Đúng nhất rồi. Mà đỡ phải tốn tiền mua. Quay như thế nào thì chúng ta sẽ phải xem. Và bạn này bạn đam mê như thế nào chúng ta phải xem clip mới biết được nha. Quay bút hay là quay hướng? Không chơi được gì cũng bự luôn rồi. Quay gậy tôi còn quay được, huống chi là quay viết. Cho nên bây giờ thám tử Thiên Vương sẽ đi gặp người đã gửi thư đến chương trình. Hôm nay anh tới gặp em bởi vì em là người gửi thư đến chương trình đúng không? Dạ. Và muốn tìm hiểu về quay viết. Dạ. Thì trước tiên bây giờ em hãy giới thiệu về em đi. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Hà Phương, hiện đang là học sinh trường Trung học cơ sở Tân Tạo. Wow. Thế thì em đam mê cái việc mà quay viết này lâu chưa? Dạ, cũng gần được một năm. Không có tập luyện nhà. Cũng gọi là khá khá thôi chứ không phải là thành công. Thế thì bây giờ em có thể biểu diễn cho anh xem được hay không? Đây không có bút nhưng mà có cây... Đẹp quá vậy? Bút khoai em nam tính vậy? Nước sinh tố. Khoai sinh tố. Này thì nó nặng, nó không có cân bằng. Cây viết bình thường thì nó sẽ có một đầu nặng còn một đầu nhẹ. Nên à, nó không có trọng tâm. Còn cây bút mà chuyên quay thì nó sẽ có hai đầu cân bằng. Cân bằng nhau? Dạ. À. Đây, bút này nè. À, có nghĩa là hai đầu nó bằng nhau. Dạ. Yeah. Mình chỉ sử dụng là hai cây viết mình ghép vô nhau hay sao? Dạ, một cây, có thể sử dụng hai cây nhưng mà tại này có một cây thân dài nên em cắt làm đôi. Rồi cái em gắn nó vô. Anh nhỏ là anh chỉ quay như thế này thôi. Dạ. Yeah. Cái này kiểu cơ bản. Cơ bản. Kiểu nhất là kiểu Sonic. Cái thứ hai là Sonic Reverse với lại Thumb Around Reverse. Lại ngược xuôi luôn kìa. Shadow với lại Wow. Còn ngược lại nữa. Này nhìn quay trắng lên đẹp bộ. À, nhìn nó rõ cái đường. Anh có biết có một người, người này quay viết rất là hay, rất là giỏi. Và họ đã biểu diễn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp người đó ha. Dạ. Yeah. Hai em. Dạ, yeah, chào. Wow. Cùng hội với bạn nữ đó luôn phải không? Không. Wow. Nhìn quay đảo quá. Dẻo chưa? Wow. Và đẹp không ta dài nữa hả? Wow. Đây giới thiệu với em, đây là Phương. Dạ, anh chào. Là người gửi thư đến chương trình Du lịch kỳ thú. Dạ. Và Phương rất là hứng thú trong cái việc mà học quay viết. Phương đã biểu diễn cho anh xem được thấy 10 kiểu mà gọi là cơ bản nhất. Dạ. Nhưng bây giờ Phương muốn làm sao đó học thêm những cái mà gọi là nâng cao. Yeah. Thì em là người chuyên nghiệp trong việc quay viết thì em có thể hướng dẫn cho Phương được hay không? Anh học Facebook được bao nhiêu năm rồi? Anh chơi thì cho đến nay là được khoảng gần 8 năm. Wow. Vậy anh có thể học những cái nâng cao như là quay mà liên tục luôn nữa. Khoan, cho anh xem thử cái nguyên bộ sưu tập của em đi. Dạ, đây. Thấy gì một người một nùi vậy? Dạ, ở trong Facebook thì nó có rất là nhiều kiểu thì... Cái này là cây viết bình thường mà đúng không? Thì nếu mà anh dùng cái cây viết này thì anh cũng quay được. Nhưng mà nó chỉ đi được tới một cái lúc nào đó nó sẽ ngừng lại. Tức là anh không thể nào anh đi tiếp lên cao được. Cái loại này gọi là double cap. Tức là bút hai đầu. Nó sẽ có hai đầu cân như này. Đó. Và ngoài ra thì có một cái loại nữa, đó là loại SC. Tức là single cap. Tức là bút một đầu nó sẽ trông như này. Ngoài cái SC này ra chúng ta còn có một cái loại nữa, đó là MX. MX thì nó sẽ được làm từ bút Pentel RSVP. Và chỉ có làm bằng cái cây bút Pentel RSVP này thì chúng ta mới gọi là MX. Ngược lại thì nếu mà làm bằng một cái cây bút bất kỳ nào đó thì chúng ta sẽ gọi nó là SC chứ không phải là MX. Như lúc nãy anh mày mò thì anh thấy như đây nó có điện đúng không? Dạ đúng, nó có điện. Dạ. Mục đích nó làm gì em? Dạ, cái này người ta gọi là LED mod. Nó được thiết kế là có gắn đèn LED ở trong để mà khi mà mình quay trong bóng tối thì nó sẽ phát ra ánh sáng. Good.
Thế thì bây giờ Phương muốn học cái bài quay nào? Dạ, em muốn học cái thể loại mà quay liên tục bằng ngón cái. À, cái đó người ta gọi là palm spin fingerless thumb round. Thì nó sẽ bên trong cái này gì? Đó, còn cái kiểu mà liên tục đó là cái dạng mà trong cái trò này người ta gọi là continue. Cái này thì bắt buộc mình phải học lên từ cái trick nâng cao, đó là cái palm spin, đây là cái trick nâng cao. Còn cái mà em muốn học, cái mà quay vòng quay ngón cái liên tục đó, gọi là power trick, tức là một cái trick nó hơn mức nâng cao một tí. Tức là những người mà thường là người chơi rất là lâu mới có thể dễ tập cái đó hơn. Mình có thể kết thúc nó đó như này. Cái đó là cái đích đến cuối cùng của những người chơi trò này. Cái này là combo. Đúng rồi. Một cái viết chuyên dụng để mà biểu diễn như vậy thì là khoảng bao nhiêu tiền? Viết thì thường là giá nó dao động từ vài chục ngàn cho tới vài trăm ngàn. Đó là do có một số cây viết thì người ta phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài về. Xuất xứ của cái trò này nó bắt nguồn là từ Nhật Bản. Nó du nhập vào Việt Nam đã lâu chưa, em có biết không? Cái này đã du nhập Việt Nam được khoảng 8-9 năm rồi. Một cây viết tiêu chuẩn độ dài là bao nhiêu? Ông làm 18-20cm là độ dài chuẩn của một cái cây SC. Còn 19cm là độ dài chuẩn của một cái cây MX. Còn đối với một cái cây DC thì độ dài chuẩn của nó rơi vào khoảng là từ 20.5 cho tới 20.6. Trời ơi, có mấy người bạn muốn học thì mình nên quay cái mức này hay là quay cái mức này? Mới học thì theo như anh nghĩ là nên mua một cái cây bút quay chuyên dụng như này. Tại vì nếu mà thực sự muốn nghiêm túc với một cái trò nào đó thì tốt nhất là ngay từ đầu mình nên đầu tư cho cái trò đó một cái gì đó nó chuyên nghiệp, cho nên nó đừng có... Tôi giống như là bước vô trong một cái khung cảnh mà mình là người ngoài cuộc, bởi vì họ bàn luận với nhau toàn những vấn đề chuyên môn. Tôi không hiểu được. Nghe không hiểu gì hết. Tại vì nó nói về kim đạo thì ông nghe không hiểu rồi. Không có gì, cứ nói chuyện tiếp đi. Rồi bây giờ em là một người đã luyện tập 8 năm rồi. Dạ. Bây giờ thử thách em. Dạ. Em quay bằng này mà. Tại vì cái này là cái cây khuấy nước. Dạ. Cho nên nó sẽ nặng một đầu. Dạ. Cho nên đúng là thử thách nhìn nhà em luôn. Dạ. Thử quay thử đi. Vẫn được luôn. Ghê thiệt, ghê thiệt. Nhưng cũng có cái khừng khừng chậm chậm chứ. Nhưng mà vẫn quay được. Thì sao này cái cây đó quá mỏng. Phương đã cảm thấy như thế nào khi mà gặp một chuyên gia về quay viết như thế này? Em cũng thấy là nhờ anh này thì em cũng có biết em cần cải thiện gì, em cần đọc gì chứ gì đó. Là ở nhà em tự lên mạng em search nộp được gì học thì em cũng đâu theo cơ bản vậy. Khi mà mình bắt đầu mình tập cái trò này thì mình nghĩ là các bạn nên bắt đầu tập lên từ những cái cơ bản nhất và phải tập cho nó thật là thuần thục. Mình có đọc trong một cái cuốn sách nói là để mà trở thành một cái chuyên gia trong cái trò nào đó thì chúng ta phải bỏ ra ít nhất 10.000 tiếng để mà nghiên cứu và tìm hiểu về cái trò đó. Anh thấy cái việc này nó cũng giúp cho mình giải stress đó. Dạ đúng. Thực ra cái trò quay viết này là mỗi học sinh, chẳng hạn như bản thân anh lúc trước anh cũng thường hay ngồi trong lớp quay như thế này nè. Dạ. À, thì nó là giống như là những cái đầu tiên mà dạ, mà ai cũng ngứa ngáy chân tay ở trong lớp. Dạ. Cứ quay như thế này thì thầy cô thường thường hay trách mắng và cấm. Dạ đúng. Không, thật ra là em rất là ngưỡng mộ mấy các bạn hồi xưa đi học, mấy bạn cứ ngồi có thể quay viết hoài. Tại vì em ngồi em viết ở đây viết quá trời luôn anh. Mà tại sao nó quay hoài luôn hết. Viết hoài nhưng mà điểm ít. Kêu quay xong viết chỉ cần một vài câu thì bài anh chứng tỏ nó chứng tỏ phong độ là tao đây làm được bài cho nên giờ tao rảnh lắm. Bây giờ anh có cái túi gì cho em coi thử đi. Anh sẽ show ra một số cái viết của anh, mượn bộ sưu tập của bạn này thôi. Mượn luôn á hả? Cho nên là bây giờ mọi người mà cái này rớt á thì sẽ rất là gây tổn thương cho bạn đó, tại vì nó rất là dễ hư. Chúng ta sẽ có là double cap. Mượn cái nào thông mà báo với bạn là anh Phương có tập là mượn mà hay quên nữa trả lắm. Rồi single cap. Bên đây rồi đó. Ông nói ông tự rớt luôn. Đưa đây một cây. Rồi đây. Ủa nhưng mà cái này đâu có viết gì đâu. Cái này là có đèn nè. Này đâu có mực miết gì đâu. Đúng rồi, tại vì thật sự ra đâu có cần viết. Cái này không phải là viết, nó là chuyên dụng để biểu diễn thôi. Ủa cái này đâu phải cái viết hả? Em chỉ biết quay vậy thôi, nhỏ lớn luôn. Quay căn bản nhất là quay qua ngón cái. Đúng rồi, căn bản nhất là quay qua ngón cái. Quay rất hoài, thấy không? Quay cũng quay được hết á. Anh chỉ biết mỗi cái này thôi. Ừ. Chết. Đó, vậy thôi. Ừ, em cũng chỉ có vậy thôi, em không được làm được gì hơn. Mỗi kiểu này thôi. Nhưng mà cái đó là cơ bản nhất.
Ừ, ê bà Thanh, cái mà cầm một cái quay ai cũng làm được hết trơn á bà Thanh. Wow, chị Thanh kìa. Em quay dài luôn hả? Cái gì vậy trời? Đâu rồi đó là hay, hay lắc kẹp, lắc kẹp vô nó cái khúc giữa vậy nè, cứ làm tới làm lui nó đi vòng tròn vậy nè. Thực ra cái này, cái này nó hơi nặng. Cái quay viết này á mà chúng ta thấy nhiều nhất, nhất là những người đi biểu diễn như chúng ta, đó là những anh đánh trống. Đúng, đúng. Biểu diễn trống họ quay cái dù trống rất là hay, với những cái động tác chẳng hạn như là quay cái viết từ từ ngón này trở về ngón cái, từ ngón cái trở về xong rồi thảy lên chụp lại quay lại. Mà em nghĩ cũng hay, mình có thể phát triển thêm là tạo nên những bài múa dành riêng cho cái môn nghệ thuật này, sau đó mình up lên mạng xã hội, up lên YouTube và thu hút lượt view và có thể kiếm được lợi nhuận tài chính từ những viewer đó. Hay cái gì, cái gì anh Hoàng cũng có thể nghĩ được hết trơn á, anh hiểu không? Dạ. Mà không có gì anh làm được hết trơn á. Anh có một cái suy nghĩ lúc mà gặp cái cậu này là chúng ta thấy cái cây viết là bằng đèn LED ở trong đúng không? Ừ. Cái thanh này thì anh nói là tại sao mình không làm một cái laser mà loại yếu thôi, chiếu hai đầu á, vâng, chiếu hai đầu và xoay. Khi mà có khói lên thì nó sẽ xoay nó ra rất là đẹp. Cảm ơn Vương rất nhiều. Đã đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần đánh giá ai sẽ là trở thành thám tử xuất sắc nhất của tuần, anh Thiên Vương hoặc là Quang Bảo. Đầu tiên sẽ là chuyến đi hành trình của Quang Bảo. 1, 2, 3. Ủa lý do tại sao mà bác Dô cho màu đen vậy? Cái điều mình hơi thất vọng một chút, Quang Bảo chưa có thật sự nỗ lực hết sức. Mình thấy để cho chúng ta thật nhiều thông tin trong cái bộ môn kiếm đạo đó. Rồi sau bây giờ sẽ đến thần của anh Thiên Vương. Quay bút. 1, 2, 3. Tại sao màu đen? Quang rapper. Rất đơn giản, công sức của Quang Bảo nhiều hơn, còn anh Vương nhẹ hiều à, anh ngồi của một mình. Có một anh già rồi, anh ngồi một mình. Rạng Vương anh ngồi không biết làm gì luôn. Anh ngồi phải nói chuyện với Quang. Thực ra ngay cái buổi đó là anh vô anh ngồi anh bị lạc lõng hoàn toàn luôn. Khớp. Hai bạn trò chuyện với nhau mà nói những cái thuật ngữ chuyên môn cái gì đó. Chưa nói là cái cô lao công cô đang tìm thủ phạm ai mẻ cái chổi lao nhà của cổ. Anh rất là ước gì em được giống anh đó. Rồi ok, bây giờ nhận bài em ơi. Rồi tội nghiệp đó không thành. Rồi mọi người cho Quang Bảo chạm vào tay. Quy chú vàng trị giá 10 triệu đồng. Lâu quá mới được rồi, mừng quá. Ba má ơi, con được quy chưa rồi ba má ơi. Mọi người im lặng, cái thư của tuần sau rất hấp dẫn nè. Kính gửi chị thư ký và chương trình du lịch kỳ thú, em tên là Trần Châu Lợi, năm nay 16 tuổi, em ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Em có chơi bộ môn contact juggling và em muốn tìm hiểu về bộ môn này rõ hơn. Là các bạn có biết contact juggling là cái gì không? Là cầu thủy tinh. Oh, tinh tên đúng không? Contact juggling là cái trò mà cái cầu mà sẽ nó anh sẽ cho nó di chuyển cơ thể, tạo một sự ảo giác. À giống như là giúp, giống như là nó giống như nó nằm im chỗ nè. Bay được luôn hả? Bay được luôn. Ghê vậy? Bay luôn. Thôi, nói chung là nhìn các gương mặt ở đây là biết là không ai biết về cái đó rồi, để em đi làm cho. Wow, lâu lâu mới thấy bây giờ xong. Ủa tự nhiên là không biết mới đi khám phá. À, đúng tự nhiên rồi, cái biết khám phá dành là sao? Thôi nói chung là để Bezo đi lâu lâu người ta biết. Có một cái kiến thức cơ bản đúng rồi. Thôi với tính khiêm tốn đó của Bezo tôi tin. Bezo sẽ là người đi cầu thủy tinh. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo có nội dung như sau. Chào chị Sứ Thanh dễ thương đáng yêu tài năng. Trời ơi, làm gì có. Cái chữ cô nàng ở quê rồi đó. Không có. Chào Sĩ Thanh xinh đẹp nhà nhưng mà về lèo lưỡi. Xạo. Có cái rõ ràng kìa. Em tên là Lê Thị Thu Trang, có Lê Trang nha. Trời. 15 tuổi, đang là học sinh lớp 10. Em rất là mê vẽ, nhưng em chỉ được học vẽ chủ yếu bằng bút chì, sáp với màu nước thôi. Trong khi em biết được trong hội họa có rất nhiều chất liệu khác nhau đang vẽ, em mong các anh chị thám tử dễ thương có thể giúp em tìm hiểu những chất liệu lạ lạ đem trải nghiệm. Dạo này có vẻ như khán giả rất là thích về những cái lĩnh vực và hội họa, cho nên thư gửi về từ thư ký toàn là những cái lĩnh vực hội họa rất nhiều. Ây da, dường như là cái nhiệm vụ này nó quá nặng nề đi, nên giao cho người già thì hơn. Những người già, những người lớn tuổi á, những người mà nặng nặng xíu. Không, em theo em thấy thì thật sự ra cái tuần này là anh Thiên Vương anh làm một công việc quá ăn nhàn. Thật ra là lần trước em đã đi tranh rồi, cho nên em không có hứng thú với tranh nữa. Tranh thì em cũng đi rồi. Trời, đương nhiên tranh em cũng đã đi rồi. Thì thôi anh xung phong đi thôi. Em già cả rồi. Vậy thì nhiệm vụ tuần sau, nhiệm vụ về vẽ hội họa sẽ giao cho anh Thiên Vương. Rồi. Còn bây giờ thời lượng cũng đã hết rồi. Hy vọng mọi người lại tiếp tục ủng hộ du lịch kỳ thú vào lúc 22h45 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Nếu như quý vị đã bỏ lỡ một số nào thì các bạn có thể quay lại trên kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media để xem lại. Và bên cạnh đó xin mời tất cả mọi người hãy cùng ấn like vào fanpage du lịch kỳ thú của chúng tôi và để lại những yêu cầu thật là đặc sắc nha.
Và ngoài ra chúng ta còn có một hotline đó là 0989 059 413. Còn bây giờ xin chào và